Chào cả nhà, hôm nay em lên tiếp một cái cây là cây kinh ba nha cả nhà ấy. Dòng kinh ba thì hôm nay cũng ít có lên, thì nay lên chia sẻ cả nhà cập nhật hàng hóa. Sản phẩm này thì nó cây nó tơi nha cả nhà. Hiện tại thì phí ship bên em là 39.000 đồng giá. Hôm nay không có kinh ba nha, hôm nay không phải. Phí ship bên em là đồng giá 39.000 hết. Anh chị em mình đặt hàng một cây cũng 39, mà 10 cây cũng 39.000 nha cả nhà. Để anh chị em chơi cho nó dễ mà. Rồi hàng này thì mình mua về, mình một là mình thay chậu, hai là chị mình để về treo lên chơi luôn. Đây là chậu phi 10 nha các nhà. Hàng tơi như vậy nó lùm lắm. Cái lô này rất là lùm nha các nhà. Anh chị em mình đặt hàng thì cứ liên hệ ha. Giá là 70.000 một chậu. À 70k nha anh chị ơi. Denru nắng kinh 3 ha. Dòng này 70.000 một chậu. Em sẽ chạy mặt bông trên màn hình cho anh chị em tham khảo luôn. Cái sản phẩm này thì nói chung là hàng sưu tầm, cây này cây xưa. Dòng này mấy cây xưa cho nên anh chị em mình chơi cái bông thằng kinh ba rất đẹp. Cái lô trước em về thì nhiều anh chị em mình có cái vò bông á, thì sổ bông anh chị khen quá nên nay nhập thêm cái lô này nữa. Cái lô này thì nó chưa có ra bông, anh chị mình về chăm lại ha, mới vừa đứng ngọn thôi, nó chưa có ra bông. Cho nên cái nhà mình mua về rồi cái mình chăm mà có nắng nhiều tí xíu anh chị, thay chậu thì cứ để về luôn, rút ra sang chậu mới thêm cái thể thôi. Cái chậu này nó rất là ít giá thể anh chị ha, cho nên mình không có cần phải thay nhiều đó. Mình chia sẻ cả nhà mình luôn ha, không có cần bẻ hết nha anh chị, bẻ hết nó mất sức lắm nha. Giờ mình cứ để như vậy là nó sống bình thường hết. Còn nếu mà bị thúi nhũng á thì anh chị mình cứ yên tâm ha, lá nào thúi thì mình bẻ bỏ lá đó đó, để khô không tưới nước, không tưới phân gì hết, 1 đến 2 ngày hoặc 3 ngày đó lên là nó hết. Cơ bản nha cả nhà ha. Còn anh chị em mình mà muốn an toàn nữa thì mình phun cái ác cát tơ xin pha với bình 16 lít nước mình phun thì mình phòng luôn nha cả nhà ha. Thì ở đây em để mưa có nắng có cho nên yên tâm ha. Cây thì nó chịu đựng, nó rất còn khỏe rồi, nó quen nè, nên cái nhà mình mua về chăm rất là dễ nha cả nhà. Rồi em cảm ơn cả nhà ha. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ nha. Nhận hàng anh chị mình kiểm tra hàng trực tiếp với phụ tá giúp em ha. Rồi em chúc cả nhà mình một ngày thật là